tin giáo xứ Chánh Tòa, thánh lễ đêm Giáng Sinh tại giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường. Thánh lễ đêm Giáng Sinh được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường vào lúc 21 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2018 do Đức Cha du Xe Nguyễn Tấn Tước giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế. Cùng đồng tế là Cha Sở An Tôn Hà Văn Minh và quý cha phó trong giáo xứ. Thánh lễ được bắt đầu ngay sau khi cha sở An Tôn Hà Văn Minh cung kính bế tượng Chúa Hải Đồng đặt vào hang đá nơi cung thánh. Trong thánh lễ, Đức cha Du Xe tha thiết mời gọi cộng đoàn hãy cảm nghiệm ý nghĩa thật sự của biến cố Giáng sinh, để mỗi người cảm thấu được tình yêu Thiên Chúa dành cho mình. Đức cha cũng nhắc nhở cộng đoàn hãy thận trọng khi chỉ tập trung cho việc bày trí hình thức bên ngoài, mà quên đi hang đá nhỏ trong tâm hồn mình mới là nơi Thiên Chúa muốn ngự đến. Và Ngài cũng cảnh báo cộng đoàn, không biến ngày giáng sinh thành một lễ hội, mà giáng sinh phải thực sự là dịp để tất cả nhân loại cùng nhau nhận biết Thiên Chúa, để cảm tạ và ngợi khen tình yêu bao la của Ngài. Cũng trong dịp này, Đức Cha mời gọi cộng đoàn trong toàn giáo phận Phú Cường sống năm mới 2019 qua thông điệp sống hiệp thông trong đức ái trước khi kết thúc thánh lễ. Cha An Tôn thay mặt cộng đoàn tri ân Đức Cha đã đến hiệp dân thánh lễ đêm Giáng sinh và cùng cộng đoàn chúc mừng Giáng sinh Đức Cha. Đức Cha Du cũng bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi tất cả mọi người cùng hòa mình vào không khí Giáng sinh đón mừng Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc vào lúc 22 giờ 40 phút và mọi người cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trước khi chia tay ra về trong bình an và hạnh phúc của đêm Giáng sinh. Giáng sinh hay Noel đã thật sự trở thành ngày lễ của toàn nhân loại